anh em mình tính đi đào trùng câu cá, không ngờ vừa ra đây mình thấy cái đuôi con rắn gì nhé bạn, nó chui vô đây rồi. Bây giờ để mình tìm nó đây. Con rắn gì nó màu đen các bạn ơi, không biết nó chui đây có sâu không. Nghe mình nó bươi đây. Bây giờ đang thấy cái đuôi con rắn thụt vô màu đen, mình nghĩ chắc không hành đúng không các bạn, không hành không có đất gì. Vô trong đây không biết sao bắt đây. Cái cây mình bươi vậy các bạn. Sao bé ngọc mình nó nhìn lộn rồi, con rắn thành con. Nè các bạn. Mẹ vậy là rắn bự. Rắn thành em bé. Không biết đào có dập nó không đây. Bể bụng nó chỉ queo đi nha. Bằng tại Úc cho nè. Cho con rắn nãy mình cũng thả nha các bạn,
nhỏ xíu à, tưởng bự làm cái lửa cắn quá trời. Về ra đây mình cắm câu nha. Đây nước cũng đang đang lớn nha các bạn. Một lát lớn đầy mình sẽ lấy chiếc thuyền của mình ra mình bơi cho các bạn xem nha. Mình mới làm hai cái dầm. Rồi các bạn không xem chiếc thuyền của mình như thế nào nha. Thuyền độc nhất vô nhị luôn á. Đây giờ mình cắm ba cây câu đây, giờ ngồi chờ đợi các bạn ơi. Trong khi chờ đợi mình sẽ review sơ chỗ mình câu nha các bạn xem nha. Đây. Cũng chỗ cũ lúc trước đây. Ngay nhà mình đi ra. Ở đây giờ người ta vào lên không có cho đi vô trong rồi các bạn ơi. Vào lại chặn ghe nó không có đậu bậy bà, giờ mình cũng vô không được trong. Vô trong thì có cái sọp nước mát nha các bạn. Đây. Anh đẹp trai này anh vào nha các bạn, anh vào không cho mình vô nha các bạn. À, Mr. Bell. Trong các video trước thì các bạn đã thấy anh Mr. Bell đi thả lưới như thế nào, các bạn đã thấy rồi nha. À. Cách ly này giờ trong thời gian cách ly này mình không biết làm gì các bạn ơi. Tính chế cháo chơi nọ, nãy tính chế cái máy đuôi tôm ra chạy mà giờ cũng thiếu đồ, không có đi mua được nữa. Chán quá. Để lát nước lớn đầy đi mình làm chiếc thuyền chơi đó ra đây bơi cho các bạn xem nha. Chứ giờ bơi chứ không nổi đâu, nó chạy đi ra tới Mỹ luôn ạ. Rồi giờ nào dính mình sẽ quay tiếp nha, chứ giờ không biết lúc nào dính nữa. Chiếc du thuyền ngoài đây các bạn. Đó. Cái này để mai hay về mốt thì mình dẫn mình kiếm sắt luôn, mình chế cái chân vịt vô cái máy cắt cỏ của mình các bạn. Cái này bơi vòng vòng đây chơi được nha các bạn. Có nhiều nước không? Có nhiều nước không? Có nhiều nước không? Khá là lãi các bạn. À, rồi nó không biết bơi vòng vòng bao giờ chết cha rồi. Lấy cái ghế nữa cho nó cao lên. Thấp quá, lùng quá, mày khó thò tay ra ngoài lắm. Đâu có lỗi đâu miễn. Ê, chiếc tàu cá nóc của mình nha các bạn. Ở cái này dứt dạo kìa, gắn mai tôi chế vào cái máy cắt cỏ. Để mai ra tôi kiếm con sắt này. Rồi cái này hai thằng lên phà luôn á. Lên thử bạn, lên thử hai thằng lần không. Ờ đừng nói sợ đi nhung. Đây Mr. Bell sẽ lên thử rồi chiếc thuyền mình nó chở nổi không các bạn. Đó lên đàng hoàng, ngồi xích trước. Trời ơi, vu luôn á. Dễ dậu. thằng chạy bên. Trời ơi, đủ đã luôn. Cái này chở ba thằng á. Coi nước có vô nước không. Đồ má lấy hai ghế để lên nữa ghiền luôn á. Có tấm ván á. Thằng bên gì bơi kỳ vậy. Ờ dướng dây câu. Dướng cái đầu mèo kìa. Cái này nước này khá là phê nha các bạn. À, sức tải này chắc còn phải từ 200kg á. Hai cái này là hết 100 mấy rồi. Để mai là chế cái máy đuôi tôm cho hai mày chạy. Là con ăn phạt thấy mẹ luôn. Đi đẳng với dạo đi. Khá đã các bạn, nước lắc đầy này ra tắm là hết sảy luôn. Dễ chèo không? Dễ bơi không? Nó lùn quá phải có tấm ván ngồi cho nó cao lên nữa mới dễ. Dễ dầu gì lật được cái đó. Cái này có mấy cái nò dập rồi giao thả được. Cái này làm cái ghế ngồi, làm cái chè, cái làm cái xuồng đạp. Để mai đi tao nghiên cứu cái máy này. Nếu các bạn thấy hay
và nếu mà mai mình gắn máy nuôi tôm, các bạn hãy đăng ký và like share cho mình nha. Mai mình sẽ coi gom sắt ở nhà coi còn sắt không, chứ tại giờ đi mua không được các bạn. Chuyên dịch chắc cũng tự chế luôn chứ đâu đi giao lậu được đâu mà mua. Mai hãy cho mình đăng ký nha các bạn, có động lực để mai mình làm tiếp nha. giống tại Thiên đi rồi đi tìm sư phụ quá. Nổi mà pha luôn có ba người á. Cái này làm cái máy đi tôm nữa. Ghiền luôn chứ vớt giảm thì mình khó điều khiển. Ở đây hai thằng vớt giảm được các không? Tại vì cái đáy nó bằng khó lật lắm. Nó bự. Dễ giàu gì. Ngồi nghiêng mới lật chứ tự ai khùng ngồi nghiêng. Bậy mà. Ồ có lý quá. Lát nước đầy bơi vòng vòng đây đã mà. Thì thủ cặp mé nha các bạn. À, một em không phải đâu, không phải nước vô đâu, tại vì cái cát hồi mới nó còn ướt rồi phải không? À nó xì cái lỗ quá. Cái lỗ của nó không. Này lấy đồ lót. Còn đừng làm mạnh quá nó đụng vô đá bể mày. Lát nước lớn nữa bơi, coi chừng gãy vòng. Má làm đá được á. Để làm con dây đặng cột móc vô. Để nắm vô mới lên được. Làm cái sợi dây đồ móc luôn, neo lại. Nắm rồi. Lên đi. Nè, tôi tạo cái này. Nè, quay đi. Cầm như này. Cậu ăn. Rồi. Trời ơi, lấy miếng ráng lót rồi để nó hư. Nó hư cái đáy hết. Cô Lý à. Lấy cái tròn nè dễ dễ bơi. Ngồi giống như y chang đá trong quần á. Có bằng. Đây. Làm miếng giáp. Cầm về gấp. Con gì các bạn ơi? Giờ mình sẽ gia cố này, mai mình sẽ đi vớt giảm chơi nha. Cái này nó yếu nè. Nó yếu rồi mình sẽ gia cố cây sắt như gì nha các bạn. Bắn ốc đây. Rồi, bây giờ mình sẽ làm nha. Xong rồi các bạn. Đây. Hình thức nó là như vậy đây. Mình làm cái viền cho nó nha các bạn. Và đây là hai cái qua chèo. Để mình máng cái dầm vô mình bơi. Đó. Ở đây mình có làm một tấm ván nặng mình để đây mình ngồi nè các bạn. Đây. À đâu đó. Làm tấm niệm ngồi cho nó đỡ đau đít. Và nó cao lên nặng mình dễ chèo nha các bạn. Đó. Đây là mấy cái kè gốc.
cây gốc cho nó chịu lại, chứ cái diện mũ này mình sợ nó ra ngoài nó tét nha các bạn. Hình thức nó là như vậy đây. Ở đằng kia còn cây dầm nữa kìa. Rồi ngày mai mình đi test, mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Trước mắt là nó như vậy, không biết xuống sông nó có đạt như ý muốn của mình không nữa. Còn cái máy thì tùy cơ biến các bạn ơi. Nếu đủ đồ mình sẽ chế, còn không đủ đồ thì thôi nha. Chứ tại giờ mua đồ cũng khó khăn, không biết nhà mình có đủ đồ để chế chân vịt này nọ không, lắp rồi nọ không nữa. Rồi, nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại nha.